Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, cây phong thủy đẹp không hẳn lúc nào cũng là những loại cây phong thủy đắt tiền, quý hiếm. Chúng đôi khi lại vô cùng gần gũi, thân thuộc với chúng ta. Và một trong những loại cây phong thủy đặc biệt mà Phú Quý Tài Lộc muốn chia sẻ đến quý vị hôm nay chính là cây ớt. Nhiều người lo ngại ớt có vị cay nồng sẽ đem đến điều không may cho gia chủ. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy cho rằng cây ớt sẽ hút tài lộc vào nhà, giúp sự nghiệp tài vận một bước lên mây nếu rơi vào tay những người này. Vậy ai thích hợp trồng cây ớt và nó sẽ mang đến những lợi ích bất ngờ gì? Hãy cùng giải đáp trong video ngay sau đây. Giới thiệu chung về cây ớt cành. Ớt cành là giống cây cực dễ trồng nhưng lại không tốn nhiều công sức để chăm sóc. Ngày nay, người ta còn sử dụng ớt mang ý nghĩa phong thủy để trang trí trong các phòng của một căn nhà, văn phòng làm việc ở các công ty. Trong ớt có chứa nhiều vitamin A, vitamin C, vì thế nên chúng được dùng để làm gia vị và thực phẩm trong mỗi gia đình. Ngoài hai ý nghĩa trên, ớt còn được sử dụng trong y học. Ý nghĩa phong thủy của cây ớt cành. Mỗi loại cây trồng đều mang những ý nghĩa riêng biệt và cây ớt cũng vậy. Theo quan niệm thông thường, màu đỏ luôn là biểu tượng cho sự may mắn, quyền lực và sức mạnh. Việc sở hữu một cây ớt trong căn phòng của mình sẽ giúp cho gia chủ làm ăn tấn tới hơn. Cây ớt có lộc. Những quả ớt căng mọng sẽ đem đến may mắn cũng như tài lộc. Đồng thời, hình ảnh quả ớt còn tượng trưng cho sự vươn mình mạnh mẽ, tràn đầy khỏe khoắn. Với hình thù đẹp mắt nên ớt được nhiều người chọn để bày trí trong phòng, mang ý nghĩa thẩm mỹ và cũng rất nhã nhặn vừa phải. Theo dân gian, ớt còn có ý nghĩa trừ tà ma, mang đến bình an và phát tài phát lộc cho gia chủ. Hãy tưởng tượng khi ngồi làm việc căng thẳng, bất chợt quay qua ngắm nhìn quả ớt với hình thù ngộ nghĩnh sẽ giúp bạn nảy sinh ra những ý tưởng làm việc mới. Chính vì ý nghĩa phong thủy mà cây ớt mang lại, ngày nay nó được mọi người hết sức ưa chuộng. Cây ớt cành hợp với mệnh gì, tuổi nào? Tuổi hợp nhất với cây ớt cành là những người mang tuổi thuộc mệnh thủy hoặc mệnh kim. Những người mang tuổi thuộc bản mệnh này trồng cây ớt cành sẽ giúp họ gặp nhiều phúc lộc may mắn trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp hơn. Trong phong thủy, cây ớt cành thuộc hành mộc, do đó gia chủ thuộc mệnh mộc hay mệnh hỏa là phù hợp với loại cây này nhất. Khi đó, gia chủ nên tránh chọn chậu cây màu trắng, vì màu trắng là đại diện của hành kim, kim khắc mộc, không tốt cho gia chủ. Bên cạnh đó, gia chủ mệnh này nên đặt cây ớt cành theo hướng đông nam để đón tài lộc. Ngoài ra, với các mệnh khác, gia chủ nên chọn màu sắc chậu trồng cây phù hợp với từng bản mệnh của mình. Cụ thể, gia chủ mệnh thủy chậu màu trắng hoặc màu đen, gia chủ mệnh thổ chậu màu đỏ, hồng, vàng, gia chủ mệnh kim chậu màu trắng hoặc màu bạc. Có nên trồng cây ớt trước hoặc trong nhà? Một số quan điểm cho rằng vì ớt có vị cay nên nếu trồng trước nhà
cũng đều mang lại điểm không may cho gia chủ. Tuy nhiên, vị cay của ớt trong phong thủy không hề mang ý nghĩa cay đắng. Với những ý nghĩa tích cực mà cây ớt trong phong thủy mang lại, thì trong nhà hay trước nhà cũng đều là lựa chọn lý tưởng để trồng hoặc trưng bày một cây ớt. Vì đây không chỉ là một loại cây gia vị giúp các món ăn ngon miệng hơn, mà còn sở hữu nhiều dạng lá, hoa, quả với đa dạng màu sắc sinh động. Chúng vừa có thể cải thiện cảnh quan, tính thẩm mỹ, vừa thanh lọc không khí, đồng thời mang tới nguồn năng lượng tươi mới hơn. Quý vị thân mến, có thể thấy ớt là loại cây quen thuộc, nhưng thực tế lại có khá nhiều tác dụng, ý nghĩa phong thủy tốt lành mà quý vị nên trồng trong khuôn viên nhà. Bên cạnh đó, có những loại cây trồng trong nhà khác cũng có tác dụng rất tốt trong việc hút tài lộc, đem lại sự may mắn, thịnh vượng và giàu có. Vậy đó là những loại cây gì? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. 1. Cây ngọc bích mang đến nhiều tài lộc. Đây còn được gọi là cây thường xanh. Đặc tính của loài cây này là dễ trồng. Đặt một chiếc lá xuống đất ẩm là mọc thành cây. Cây này tượng trưng cho tuổi trẻ vĩnh hằng. Ngọc bích có lá hình trứng nhỏ như đồng xu và mọng nước. Do là loài cây lá nhỏ nên ngọc bích thuộc hành kim, phù hợp với hướng Tây hoặc Tây Bắc. Nếu đặt cây ở hướng Đông Nam là khu vực tài lộc, thì năng lượng kim của cây sẽ xung với năng lượng mộc của hướng đó. Quan niệm từ xưa, bởi các thương gia cho rằng ngọc bích có khả năng mang lại tài lộc, vì vậy loài cây này thường đặt bên các quầy thu ngân hoặc máy đếm tiền. Ngoài ra, nhiều người còn đặt cây ngọc bích tại các lối đi của cửa hàng nhằm kích hoạt năng lượng chủ về tài lộc. Đây cũng là loại cây tốt cho sức khỏe, nên gia chủ có thể đặt bên cửa sổ của ngôi nhà. 2. Cây kim tiền. Một số đặc điểm của kim tiền có thể dễ dàng nhận ra như thân to khỏe nằm ở dưới đất, nảy nhiều mầm và hình thành các thân nhỏ, lá kép dạng to, cuống ngắn, màu xanh lục, chắc khỏe, sáng bóng và có tuổi thọ từ 2 đến 3 năm và luôn được thay thế trên cây. Chính nhờ những đặc điểm tự nhiên đó mà kim tiền được nhiều người yêu chuộng, còn được gọi bằng cái tên cây phát, kim phát tài. Kim tiền sống khỏe, phát triển nhanh trong môi trường tự nhiên, thậm chí đây còn là loại cây cần ít ánh sáng, bóng râm, được nhiều người khuyên trồng trong nhà. Nhiều người buộc lên cây những sợi chỉ đỏ hoặc đồng tiền vàng với mong muốn phát lộc phát tài. Kim tiền đã trở thành một trong những loại cây phong thủy được ưa chuộng nhất hiện nay. Tuy nhiên, khi sử dụng loại cây này, bạn cần chú ý những cây có thể trạng và khả năng sinh trưởng tốt, thân cây xanh tốt, phiến lá đẹp, dày chắc. Còn nếu có thể, hãy chọn những cây đã nở hoa sẽ giúp mang lại nhiều lộc cho gia chủ. Khi bày trong phòng, nên đặt về hướng đông, đông bắc để đón tài lộc, hướng dương mặt trời. 3. Cây lê phụng cơ. Đặc tính của lê phụng cơ là có khả năng chịu bóng, ưa râm mát. Nếu ở trong môi trường ít ánh sáng nhiều sẽ khiến màu lá thay đổi. Khi trồng trong nhà ở, lê phụng cơ giúp gia đình thuận hòa, tình yêu bền vững. Đây cũng là loại cây mang đến nhiều tài lộc khi đặt trong khách sạn, phòng họp công ty. Lê phụng cơ thích hợp nhất với vị trí ở hướng đông và đông bắc. Về đặc tính và điều kiện chăm sóc,
Lê Phụng Cơ có sức sống lâu bền, thời gian nở hoa dài, cách chăm sóc cũng khá đơn giản. Đây là loại cây không đòi hỏi phải trồng trên đất màu mỡ, thậm chí có thể trồng ngay trên chấu hun cũng có thể sinh trưởng và phát triển tốt. Trong quá trình chăm sóc, bạn cần chú ý giữ cho đất ẩm, thoáng và giữ được nước. Ngoài ra, nên bổ sung thêm các chất dinh dưỡng bởi hệ rễ của cây không phát triển lắm. 4. Cây trầu bà. Trầu bà, một cái tên rất phổ biến trong top những loại cây cảnh nên trồng trong nhà. Nhưng ít ai biết được rằng trầu bà chẳng những giúp lọc không khí mà còn hấp thụ cả các chất phóng xạ từ máy tính, tivi, máy in. Với không gian nhỏ hẹp, trầu bà sẽ là lựa chọn thích hợp. Bạn chỉ việc để các nhánh của nó rủ xuống nhẹ nhàng từ nóc tủ hay trên bàn làm việc sẽ tạo ra một khung cảnh mềm mại. Thế nhưng trong phong thủy, ý nghĩa mà nó mang lại không hề mềm mại đến thế. Ngược lại, trầu bà là biểu tượng cho sự thành đạt, thăng tiến trong sự nghiệp như chính cái cách mà các nhánh của nó vươn dài không ngừng nghỉ. Quý vị thân mến, trên đây là những loại cây phong thủy nên trồng trong nhà để cầu tài, cầu phúc, cầu an. Hơn nữa, việc trồng cây xanh còn tạo cảnh quan và làm không khí trong lành hơn. Đừng quên sở hữu một chậu cây yêu thích cho mình, quý vị nhé! Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú quý tài lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.